lâu lắm rồi mới về quê đây, từ đợt hết dịch đây thì cây cối nó khủng khiếp quá. Mùa này nó vậy mà các bác, cứ qua một trận mưa là nó rất là khác. Bây giờ các bác nhìn này, khối lượng công việc bây giờ cắt tỉa rất là lớn, nhất là khi xanh làm biển này. Tôi đang muốn cắt và bóc hết lá đi, nhưng mà cây này sẽ rất là lâu. Có người phụ thì cơ thì còn nhanh được. Đấy, một cây rất là giá trị các bác nhé. Các bác nhìn này, tí nữa làm riêng video cây này. Thì đầu tiên tôi sẽ dọn cây này đã. Cây này. Bây giờ video sẽ là dọn cây này. Và cây sung này. Cây này. Và cây ổi kia. Sơ bộ là có mấy cây như thế. Còn đâu là những cây xung quanh nữa. Đấy. Thế thì dọn xung quanh cái cây này trước, xong rồi để làm cây này cho nó nhìn các bác dễ nhìn. Xung quanh nó ung tùm quá, nó khó. Bây giờ tôi chỉ việc tôi chia cái cây này nha các bác nhé. Chính cái này trước. Xanh quê đáng làng này. Đây cái quê, đây cây điền. Cây lão kia là cây điền. Cắt cây này. Bây giờ quay xung quanh các bác hình dáng tưởng tượng lại, nếu các bác nào chưa nhớ nhé. Chân mẹ khá ok. Chân mẹ rất tốt. Xanh quê giá trị đóng góp. Những cây vừa rồi giao dịch 1 tỷ là những cây thương hiệu thôi. Chứ trong dân gian là rất nhiều cây đẹp. Tất nhiên giá không lên được như vậy vì nó không phải là cây thương hiệu. Đấy các bác. Cây thương hiệu là gì? Cây thương hiệu là nó có câu chuyện lịch sử. Thứ hai là con người sở hữu, nó gắn liền với thời kỳ lịch sử nào đấy. Ví dụ một cây của vua Bảo Đại đã sở hữu chẳng hạn, thì thứ nhất là nó tuổi đời rất là cao. Thứ hai là nó có câu chuyện đó chờ đằng sau đấy, câu chuyện lịch sử là vua đã từng sở hữu, ví dụ như vậy. Hoặc là một nghệ nhân nào tên tuổi làm ra một tác phẩm tôn đắc, cây thương hiệu thì giá nó đắt là đương nhiên rồi. Nhưng mà trong nhân dân gian có rất nhiều cây thậm chí còn đẹp hơn, nhưng mà không thể lên tiền được như vậy. Thì mình cứ chăm sóc những cây thật đẹp, vì ban đầu là chơi đã, sau thì có thể nó sẽ trả công các bác xứng đáng.
sơ bộ dọn dẹp cho nó quang cái đã, nó ra hình hài xong bây giờ mới nhặt từng bông một các bác nhá. Bắt đầu nhặt lại phát quang bụi rậm. Thank you.
Thank you.
tốt như thế, nhưng mà tôi chỉ lấy một vài chỗ thôi, nó không khác gì nhiều so với cái lúc mới trồng. Tất nhiên là cái định hướng nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như tôi muốn nó dày như dày ngay thì tôi lấy lại những cái này rất là đẹp, nhưng mà tôi không, cái mỗi quan điểm mỗi người khác nhau. Mặc dù lấy lại được đa số khoảng 90% mọi người là sẽ lấy lại những cái dăm này để làm dăm luôn thì nó cũng rất là đẹp, nhưng mà mỗi người một quan điểm ấy. Tôi không lấy những cái dăm đấy, mà tôi muốn nó thật là chuẩn chỉ cái dăm thì tôi sẽ bỏ đi khá là nhiều để sau này, tất nhiên nó dần dần đến lúc nào nó xong thì xong, mình không vội. Đấy, để sau này bộ dăm nó đúng cái ý của mình, từ những cái nhịp đầu tiên nó chạy đến cái đường cuối cùng của cái dăm, chứ không phải chỉ là một cái quả và dày ý chít chít dăm các bác ạ. Thấy là không, quan điểm của tôi nó vậy, còn các bác làm cái kia vẫn rất là đẹp, chẳng có đúng hay sai gì cả, mà quan điểm làm của mỗi người thôi, quan điểm làm của mỗi người. Đấy các bác nhìn nó cũng đỡ đỡ rồi đúng không? Đấy, cao độ xem nào, chắc khoảng độ 70-80 phân. Đấy, cây dáng làng, cây dáng làng mang phong cách cách tân, thời buổi canh tân. Đấy, tôi bỏ đi rất là nhiều. Các bác vừa nãy không có người phụ quay nên là không lùa được những cái chỗ như này. Những cái chỗ dăm trước tôi làm, tôi luôn luôn mong muốn nó rất là sạch và thoáng. Sạch và thoáng, cho nên tôi bỏ đi rất là nhiều. Thậm chí mọc đúng đẹp thì tôi vẫn bỏ đi để lấy lại những cái khác. Đấy, thì sơ sơ cây này nhờ như vậy. Các bác xem, để ok, để còn đến lượt rất nhiều cây khác đằng sau. Vâng nhé, các cây này nhựa nó khủng khiếp luôn, rất là nhiều nhựa. Đấy, bệ rất đẹp các bác nhé, cây này bệ đẹp lắm, bệ mỏng dính nhấc đi đâu cũng được, bệ mỏng dính, bệ như mắt lưới đàn này. Như mắt lưới đàn. Đấy, và mặt này nó rất là cân đối. Bóng làng. Ok, cảm ơn các bác. Để sang cái cây, có lẽ là cái sung này, cái sung và một cây nào đấy. Xong rồi cuối cùng mới đến cái cây này, vì nó ở giữa mà, hai bên rậm rạp khó quay lắm. Giải quyết hết hai bên.